Chưa? Em sợ mất cái tay chị này. Không, không mất. Cố gắng đừng để cái tay ra mất. Mà cái mùng của... Để gần gần tí cho nó nhìn. Không to đó, em dùng to mà. Sợ to quá là nó bể. Thôi được rồi. Đừng vui tí. Tí thôi, xong rồi để gần lại, điện thoại gần lại. Chút bắt mặt chị mà mở nhạc là luôn. Chị rút tiền được chưa? Đông quá vẫn không rút được, rút cuộc nào. Thôi bây giờ đi rút đi. Rút buổi tối cho nó khỏe. Đông gì đâu mà sáng rút cũng được, chiều rút cũng được. Cái thôi để con kia chuyển khoản qua cho nó rồi kia. Nó làm bên dịch vụ ấy, điện thoại á. Mà em chỉ được trong cái vị trí có được 1 triệu là đúng không? Nó đưa từ 200 phần. Đúng rồi. Với chị đâu có tiền đâu nên bỏ nhìn vô là biết là có. Tại vì sợ nhiều khi em bỏ mà lại mất đi mất công á. Sợ chứ. Với nó cội đầu có tính tiền không? Có, nó đưa tôi 50, 50 là 20, em bỏ vô vị luôn rồi đó. Sợ để lẽ thì quên. Và với này tiêm chủ cái ba chưa cải tạo là để ngoài học á. Lúc đó vô rồi bà làm một tập mà. Bán nó về chưa? Đúng rồi, ba kiếm. Bà đó, em nói ai vậy? Bán kiếm về chưa? Chị không biết. Bà nó hay về trễ lắm. Tụi nó ở vậy, nó ở với... Thấy không? À. Đau không em? Có. Ừ, đau đấy. Em nghĩ thì, em biết mà chưa? Thôi đừng nghĩ chị nghĩ luôn á. Thôi bà chung ăn mày luôn. Nghĩ xuống nhau mà nghĩ. Bà kêu là hai chị hai làm bà nghĩ bà vô rậy luôn. Trời trời đấy thôi chứ thì bà ai làm. Kêu đừng có nghĩ thôi. Chị đừng có nghĩ. Buổi tối ví dụ phụ mẹ được cái gì phụ đấy. Không, mẹ em không làm buổi tối. Về bạn buổi sáng vẫn đi trường mà. Có thì sáng mà cái kiểu sáng là mẹ tranh thủ mẹ về mẹ nấu á. Mà bà em phải bắt buộc ở nhà. Ngay đó là không được đi đâu hết. Còn kia là xưa lấy chồng đi thôi, giờ là trong gia đình là phải có trách nhiệm.